Hello hello, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Kiu Mocha. Và tiếp tập 12, của chuyện bị vợ cắm sừng, men cắm sừng ngược lại người yêu của vợ thôi nào. Tập 13. Làm Lương Nhã Kỳ đi đến Cố Phỉ Nhi trước mặt lúc, Cố Phỉ Nhi lúc này mới hồi tưởng lại cái này nữ nhân là ai. Là, nàng nam nhân vợ trước. Trước đây nàng tại Lâm Thần trong điện thoại di động, nhìn qua cái này nữ nhân ảnh chụp. Vì thế chờ hắn ly hôn về sau. Cố Phỉ Nhi còn đặc biệt đem Lâm Thần vợ trước ảnh chụp toàn xóa. Có lẽ là trước đây ăn vụng mang tới chột dạ. Lại hoặc là Lương Nhã Kỳ khí chàng có chút đủ, đè ép nàng một đầu. Cố Phỉ Nhi không có tiếp tục nhìn xem Lương Nhã Kỳ, mà là đem ánh mắt chuyển qua một bên, từ bên cạnh nàng đi qua. Mà giờ khắc này Lương Nhã Kỳ, nàng nhãn thần sẽ trở nên băng lãnh mà sắc bén, phảng phất có thể đâm xuyên Cố Phỉ Nhi nội tâm. Trong mắt không có một tia ôn nhu, chỉ là lạnh như băng nhìn xem. Thậm chí đang sát vai mà qua thời điểm, Lương Nhã Kỳ cãi lại góc có chút dơ lên hà. Chỉ bất quá loại nụ cười này không có một tia ấm áp hoặc hài hước, chỉ có khinh miệt. Lương tỷ tỷ, ngài bao sương ở đây, nhân viên phục vụ lúc này nhắc nhở. Lương Nhã Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua Cố Phỉ Nhi, đi vào trước hỏi phục vụ viên nói, nàng là cái bao sương nào? Nàng, tựa như là cái này bao sương. Nói, nhân viên phục vụ liền chỉ vào cửa đối diện bao sương nói. Lương Nhã Kỳ nghe xong gật gật đầu, liền đi vào. Rất nhanh, Cố Phỉ Nhi cũng trở về đến trong phòng khách. Đường Đình Đình gặp nàng thần sắc có chút hoảng hốt, liền hỏi, thế nào? Nhìn thấy Cao Tuấn. Không phải, Cố Phỉ Nhi lắc đầu, nhìn thấy Lâm Thần vợ trước. Nàng cũng tới chỗ này ăn nồi lẩu, Đường Đình Đình cảm thấy đây cũng quá trùng hợp a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là bình thường. Dù sao nhà này Đại Xuyên Diễm tiệm lẩu cũng coi là phồn hoa khu bên trong tương đối nổi danh cửa hàng. Nàng liền an ủi, cũng không quan hệ rồi. Dù sao ngươi cùng Lâm Thần hiện tại cũng ly hôn, hắn vợ trước cùng ngươi cũng không quan hệ. Kia là tự nhiên, Cố Phỉ Nhi lẽ thẳng khí hùng lấy, mà lại trách không được Lâm Thần không yêu nàng, ta xem một chút, dáng vóc cùng hình dạng, cũng liền như thế, cùng ta không sai biệt lắm. Được rồi, chúng ta ca hát tương đương, nói, Đường Đình Đình liền đem microphone đưa cho Cố Phỉ Nhi. Giờ phút này, Lương Nhã Kỳ ngồi ở trên ghế salon, dùng di động tiện tay điểm tầm 10 thủ Châu Kiệt Luân ca, ấn mở nguyên hát. Ngay sau đó, nàng nhìn xem trước mặt nóng hổi nồi lẩu, trên mặt không có một tia biểu lộ. Đối diện bao xương, bây giờ đang ngồi lấy phá hư chính mình hôn nhân nữ nhân. Đương nhiên, chính mình chồng trước cũng là tiện nhân, thuộc về rắn chuột một ổ. Nàng hít thở sâu một hơi, bấm Cao Tuấn điện thoại. Huy, thế nào? Lầu dưới Cao Tuấn hỏi. Có thể lên tới sao? Lương Nhã Kỳ hỏi. Cao Tuấn thì giải thích, chờ một chút đi. Tốt, chờ ngươi. Lương Nhã Kỳ để điện thoại di động xuống về sau. Nhãn thần chậm rãi xê dịch về cạnh cửa. Nàng rất nhớ biết rõ, Lâm Thần chờ một cái sẽ đi hay không đối diện bao xương. Nghĩ tới đây, nàng liền cắn răng, cầm lấy một ly nước đá uống vào. Không bao lâu, Cao Tuấn tới. Hắn gặp Lương Nhã Kỳ ngồi ở trên ghế salon, thức ăn trên bàn một chút cũng không nhúc nhích. Thế là hắn liền cầm lấy đũa, tùy tiện kẹp một miếng thịt phiến, xuyên xuyên nói, làm gì không ăn. Ngươi là lão bản, về sau không cần bận tíu tít, đừng đem chính mình mệt mỏi hỏng. Lương Nhã Kỳ không có trả lời hắn, mà là quan tâm. Cao Tuấn gật gật đầu, tiệm của mình, chút chịu khó, rất bình thường, lại nói, vừa tiếp nhận tiệm này, phải có một cái dẫn đầu làm mẫu tác dụng, để các công nhân viên cũng tích cực, qua hai ngày ta cũng sẽ không như thế chịu khó. Dù sao âm nhạc chủ đề bao xương hình thức vừa đẩy ra không lâu, ngày doanh thu nhập đang nhanh chóng dâng lên. Hắn nhưng không có quên một tháng cần đạt tới 150 vạn nguyệt doanh mức. Nói, hắn đem xuyến tốt thịt, phóng tới Lương Nhã Kỳ trong chén. Nói ra, ăn đi. Lương Nhã Kỳ nhìn xem đã xuyến tốt thịt, tâm tình ngược lại là tốt hơn chút nào. Nàng kẹp lên thịt, nhẹ nhàng thổi thổi. Ở trong quá trình này, cũng hỏi, ngươi biết rõ ngươi vợ trước tới chỗ này ăn nồi lẩu sao? Ngươi biết rõ? Biết rõ. Lương Nhã Kỳ nghe xong, ngược lại là tò mò cười cười, ngươi trông thấy nàng, trong lòng có không có gợn sóng? Có, Cao Tuấn đáp trả. Lương Nhã Kỳ nghe xong, nhíu mày, còn muốn lấy hợp lại. Đương nhiên là có gợn sóng, đến ta trong tiệm tiêu phí, chẳng khác nào ta kiếm lấy nàng tiền, vậy ta tâm tình không được cao hứng a. Cao Tuấn cười nói. Lương Nhã Kỳ cũng cười, đũa kẹp lấy thịt, cuối cùng cũng không có đưa đến bên mồm của mình, mà là đưa tới Cao Tuấn trước mặt, đến, ăn. Cao Tuấn sừng sốt một chút, cũng không già mồm, trực tiếp nuốt vào. Nếu không ngươi ca hát đi, ta cho ngươi xuyến ăn. Lương Nhã Kỳ đề nghị. Cao Tuấn cũng đồng ý ý nghĩ này, hắn cầm lấy microphone. Vừa lúc này chính phát hình Châu Kiệt Luân Guizi. Chỉ gặp hắn thâm tình hát, ta sẽ phát ra ngốc,
sau đó quên ngươi, tiếp lấy đóng chặt lại mắt. Nghĩ đến kia một ngày sẽ có người thay thế, để cho ta không còn nhớ tới ngươi. Lương Nhã Kỳ nghe câu này ca từ, nhìn thoáng qua bên cạnh điện thoại, lựa chọn cắt ca. Thế nào, Cao Tuấn hỏi. Không có gì, ngươi vợ trước tại đối diện bao xương, ta không hy vọng ngươi hát bài hát này. Lương Nhã Kỳ nói, lại thổi thổi thịt, đưa tới bên miệng hắn. Cao Tuấn giờ khóc giờ cười, yên tâm, ta đối nàng một điểm tình cảm cũng không có. Vậy ngươi hát sâu như vậy tình làm gì? Ca hát không thâm tình, chẳng lẽ muốn gào thét? Lương Nhã Kỳ cũng cầm lấy microphone nói, gào thét. Lúc này, một bài rất kinh điển ca khúc Love Overcome Everything truyền ra. Chết đều muốn yêu. Không phát huy vô cùng tinh tế không thoải mái. Tình cảm bao sâu, chỉ có dạng này mới đủ thổ lộ. Cao Tuấn cũng không nghĩ tới Lương Nhã Kỳ cao âm vậy mà như thế đủ. Có thể đem cái này tủ tắt thở ca trực tiếp sướng lên đi. Nhìn tới, trước đây một phút ấm ức tắm cắn cũng không phải ai cũng có thể làm được. Nghe nàng kia cuồng loạn tiếng ca hát, Cao Tuấn minh bạch có lẽ chính mình vợ trước xuất hiện, để nàng kia nguyên bản tâm bình tĩnh, lại một lần nữa rơi vào vực sâu. Thế là hắn cũng cầm lấy microphone, hai người cùng nhau hát bộ phận cao trào. Trong lúc này, nồi lầu nước nóng càng không ngừng sôi trào, chính như hai người dần dần ấm lên không khí. Ca hát quá trình bên trong, Lương Nhã Kỳ nhiều lần nhìn xem Cao Tuấn bên cạnh Nhan, lại nhìn trên màn ảnh Châu Kiệt Luân ca từ. Giờ khắc này, nàng cảm thấy hạnh phúc. Hát mệt mỏi về sau, Lương Nhã Kỳ liền tới đến cạnh cửa, khóa trái cửa. Cao Tuấn xem xét, nhíu mày nói, ngươi làm gì? Lương Nhã Kỳ bình tĩnh cười nói, ngươi vợ trước tại đối diện bao xương, ngươi không muốn làm điểm kích thích sự tình. Trước đây hai người bọn họ tái rồi nhóm chúng ta giúp ngươi trả thù lại. Cao Tuấn lập tức kịp phản ứng, lập tức nói ra, cái này thế nhưng là công chúng trường hợp, ngươi chớ làm loạn. Lương Nhã Kỳ nghe xong, không nói gì, sau đó lấy ra trong chén khối băng, ngậm tại bên trong miệng, đem đầu thấp. Ngươi đừng, tê tương đương. Cao Tuấn hít thở sâu một hơi, sau đó tiếp tục cầm microphone, muốn ca hát bảo trì bình tĩnh. Nhưng rất rõ ràng, hắn một câu đều hát không ra. Bởi vì giờ khắc này đại não trên huyết dịch đã tất cả đều hướng xuống. Cuối cùng chỉ có thể nắm lấy Lương Nhã Kỳ tóc nói, ngươi thật là, được rồi, tiếp tục đi. Ngươi không phải ngậm một khối băng sao? Ngô, ân, vì cái gì cảm giác nóng bỏng? Ta điểm chính là cay nồi. Trách không được, ngươi lại ngậm một khối băng đi. Cuối cùng, Cao Tuấn nhìn xem nàng kia đầu tóc rối bời, sau đó chỉnh lý tốt nói ra, ngươi đi toilet đi, nôn. Lương Nhã Kỳ chỉ là ngẩng đầu, cười cười. Lập tức nàng liền đứng lên, hướng phía cửa ra vào đi đến. Nhưng vừa mới mở cửa, nàng liền nhìn thấy Cố Phỉ Nhi vừa lúc cũng đi tới. Cố Phỉ Nhi cũng không nghĩ tới vừa ra, liền nhìn thấy Lương Nhã Kỳ đứng tại cửa ra vào. Hai người liếc nhau một cái. Mà Cố Phỉ Nhi lại nhìn xem nàng bình tĩnh nuốt miệng, lập tức Lương Nhã Kỳ liền quay người trở lại bao xương. Có lẽ là không đủ tự tin, Cố Phỉ Nhi từ đầu đến cuối không dám chính diện nhìn nàng, mà là trực tiếp đi đến toilet. Cao Tuấn lúc này đem khóa kéo kéo tốt, buộc lại dây lưng. Hắn nhìn xem Lương Nhã Kỳ vừa đi ra đi, liền trở về, buồn bực nói, thế nào? Không biết rõ toilet ở đâu? Không phải, ta biết rõ, ta không có đi, Lương Nhã Kỳ mỉm cười. Cao Tuấn lập tức kịp phản ứng. Ngươi, nuốt. Vừa mới mở cửa nhìn thấy ngươi vợ trước đi tới, sau đó liền nuốt. Lương Nhã Kỳ vừa cười vừa nói. Cao Tuấn nghe xong, cũng không nói cái gì. Chỉ là giải thích nói, yên tâm, đều là protein, sẽ không ăn người chết, bôi trên mặt thậm chí còn có thể dưỡng nhan. Lương Nhã Kỳ cầm lấy đũa nói ra, ta cũng không nói lo lắng nha. Nói, nàng liền xuyến lấy nồi lẩu, ăn thịt. Tựa hồ tâm tình tốt không ít. Nàng sau đó tiếp tục kẹp lấy thịt, đưa tới Cao Tuấn bên miệng. Một người ca hát, một người xuyến thịt. Cũng là hài hòa. Nhưng mà phía ngoài Cố Phỉ Nhi ngược lại là tò mò. Nàng cẩn thận nghiêm túc đi vào Lương Nhã Kỳ bao xương. Muốn nhìn một chút bên trong tình huống. Nguyên bản nàng coi là Lương Nhã Kỳ cùng Lâm Thần ly hôn về sau, hiểu ý biết tinh thần sa sút, cho nên một người đến ăn nồi lẩu cũng rất bình thường. Có lẽ là thỏa mãn chính mình nội tâm thắng bại muốn. Biểu hiện một loại, người nam nhân ta đoạt, ngươi bây giờ chỉ có thể một người cô độc ăn nồi lẩu. Nhưng khi nàng nhìn xem khung cửa kính lúc, lại phát hiện Lương Nhã Kỳ không phải một người đang ăn nồi lẩu. Bên người còn có, Cao Tuấn. Cố Phỉ Nhi mở to hai mắt nhìn. Làm nàng nhìn xem Lương Nhã Kỳ trên nồi lẩu xuyến lấy thịt, cẩn thận nghiêm túc đưa đến Cao Tuấn bên miệng lúc, Cố Phỉ Nhi trực tiếp từng thanh cửa đá văng. Lương Nhã Kỳ nghe được động tĩnh, thật cũng không để ý. Bởi vì vừa mới nàng cố ý không có khóa trái. Về phần Cao Tuấn thì là nhìn về phía cửa ra vào,
gặp người tới lại là Cố Phỉ Nhi, liền nhíu mày nói, ngươi có bệnh sao? Cố Phỉ Nhi tức giận đến ngực nâng lên hạ xuống, nàng trực tiếp đi đến Cao Tuấn trước mặt, nhìn xem Lương Nhã Kỳ, hừ lạnh một tiếng, hợp lấy các ngươi tiệm lẩu còn có bồi ăn phục vụ. Ngươi một cái tiệm lẩu lão bản còn phải bồi tiếp khách nhân ăn cơm. Cao Tuấn nhìn xem nàng kia một bộ làm khó dễ chết dạng, nhớ tới nguyên thân trước đó bị nàng khi dễ tràng cảnh, càng là trực tiếp mắng, ta cùng ai ăn cơm, ở đâu ăn, liên quan gì đến ngươi? Chấm than ngoặc kép. Ngươi, Cố Phỉ Nhi làm sao cũng không nghĩ tới Cao Tuấn vậy mà trực tiếp đối với mình giống lên. Nàng lập tức nhìn về phía Lương Nhã Kỳ, châm chọc khiêu khích nói, ngươi không biết rõ hắn đã ly hôn. Ngươi tiện không tiện a, chuyên môn nhặt ve chai. Vừa vặn, ta cũng đã ly hôn. Lương Nhã Kỳ nhìn xem nàng cảm xúc kích động như vậy. Trong lòng càng là vui hoan. Nàng càng kích động, chứng minh nàng càng nhanh. Lương Nhã Kỳ tiếp tục dùng đũa kẹp lấy thịt, xuyến lấy nói ra, mà lại, ngươi không phải cũng ly hôn. Ngươi không phải cũng nhặt ve chai, hơn nữa còn là nhặt ta rách dưới. Ngươi, Cố Phỉ Nhi lúc này mới biết rõ, nguyên lai Lương Nhã Kỳ đã sớm biết rõ nàng cùng Lâm Thần quan hệ. Nàng tức giận tới mức tiếp đối Lương Nhã Kỳ mắng, hai ngươi là thật không biết xấu hổ. Một cái bị ta vung, một cái bị Lâm Thần vung, kết quả hiện tại một khối ôm đầu sưởi ấm đúng không? Cao Tuấn thấy thế, cũng không có ý định nhìn. Duỗi xuất thủ muốn đóng một bàn tay. Nhưng không nghĩ tới Lương Nhã Kỳ tốc độ càng nhanh. Trực tiếp đem bên trên chén nước cầm lên. Vào đầu liền trực tiếp dội cho đi qua. A, à, Cố Phỉ Nhi dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Nàng vội vàng sờ lấy mặt mình. Mà lúc này nghe được động tĩnh Đường Đình Đình, cũng lập tức từ bao xương ra. Nàng nhìn thấy Cố Phỉ Nhi tại đối diện bao xương, biết được hẳn là gây tai họa, vội vàng đi vào, Phỉ Phỉ, ngươi thế nào? Ngươi dám dội ta, chấm than ngoặc kép, Cố Phỉ Nhi lau mặt, nhìn xem Lương Nhã Kỳ cả giận nói. Ta ngay tại ăn nồi lẩu, ngươi đến gây chuyện nháo sự, hiện tại là nước đá, ta chưa chừng đợi lát nữa là nước nóng. Lương Nhã Kỳ nhìn xem nàng, lạnh lùng nói. Cao Tuấn cũng không có nuông chiều, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại ra, bấm Trần Hạo Nhiên điện thoại, Hạo Nhiên, đánh một cái 110. Lầu ba bao xương có người xông vào phòng khách của người khác nháo sự. Ngoá đáo, lấy dám nháo sự, cỏ, nhìn lão tử không gọt hắn. Đường Đình Đình nghe xong, vội vàng lôi kéo Cố Phỉ Nhi nói, Phỉ Phỉ, chúng ta đi thôi. Có lẽ là tự biết đối lý. Dù sao cũng là chính mình tiến vào người khác mở bao xương. Cho nên Cố Phỉ Nhi hơi sợ. Cứ như vậy, nàng tràn đầy bừa bộn ly khai. Cao Tuấn sau đó lại bấm một chiếc điện thoại, uy, Hạo Nhiên, không cần phát 110, đúng. Có người đi dưới lầu, nhớ kỹ gọi nàng nhóm tính tiền. Minh Bạch, ta thấy được, quả nhiên là ngươi vợ trước gây sự, mẹ nó. Giải quyết những này về sau, Cao Tuấn quay đầu nhìn xem Lương Nhã Kỳ nói, không có ý tứ, khiến cho không vui như vậy nhanh, đêm nay bữa ăn này ta mời. Lương Nhã Kỳ lại nhíu mày cười nói, không có nha, ta cảm thấy rất vui vẻ, đặc biệt là vừa mới hát nước kia một cái, ta giúp ngươi, cũng giúp chính ta báo thù. Cảm ơn, Cao Tuấn ngồi xuống. Lương Nhã Kỳ sau đó nhìn hắn con mắt, hỏi, vừa mới nàng mắng ta thời điểm, ngươi muốn phiến nàng một bàn tay, thay ta ra mặt. Xem như thế đi, Cao Tuấn bình tĩnh nói, cái này miệng của nữ nhân quá thiếu. Nghe được câu trả lời này, Lương Nhã Kỳ tự nhiên cũng rất là vui mừng. Nàng đã từng, dù là cùng với Lâm Thần thời điểm, đều không có chiếu cố như vậy cảm thụ của mình. Nguyên bản nàng coi là, chính mình ly hôn về sau, cũng tìm không được nữa một cái có thể đứng tại trước mặt mình nam nhân. Thật không nghĩ đến. Còn có thể gặp được Cao Tuấn. Nghĩ đi nghĩ lại, Lương Nhã Kỳ liền duỗi xuất thủ ôm cổ hắn nói, cảm ơn. Cao Tuấn nhìn xem nàng kia nhu tình tự thủy nhãn thần, biết rõ trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Chấm. Cố Phỉ Nhi ban đêm về đến nhà, tức giận đến không được. Nàng vừa mở cửa, nhìn thấy Lâm Thần tại ghế sofa chỗ, liền ủy khuất khóc lên, thần ái, ta bị người khi dễ. Chấm ngoặc kép. Thế nào, Lâm Thần nhìn xem nàng trở về, lập tức đem màn hình điện thoại đóng lại. Sau đó bỏ vào bên trong túi. Ta chồng trước, chấm ngoặc kép. Người thấy người kia đồ bỏ đi chồng trước rồi. Ừm, còn có người vợ trước, chấm ngoặc kép. Làm Lâm Thần nghe được Cố Phỉ Nhi nói chân tướng về sau, ăn nhiều giật mình, ngươi nói là lão bà ta tìm ngươi cái kia đồ bỏ đi chồng trước rồi. Đó là người vợ trước, Cố Phỉ Nhi nhấn mạnh. Lâm Thần lập tức cũng là tức giận đến tâm ngạnh. Đến tiếp sau thừa dịp Cố Phỉ Nhi tắm rửa thời điểm, hắn xuất ra mấy thẻ điện thoại. Lập tức bấm Lương Nhã Kỳ điện thoại. Thời khắc này Lương Nhã Kỳ đang ngồi ở tay lái phụ, nghe được chuông điện thoại di động vang lên, liền nhận nói, uy. Lão bà, ngạch, không, Nhã Kỳ, ngươi làm sao có thể cùng Phỉ Nhi chồng trước cùng một chỗ? Ngươi là vì trả thù ta sao? Dạng này, ngươi có thể cho ta một lần cơ hội không? Ta cam đoan đời này sẽ không lại vượt quá giới hạn, thật.
hắn điểm nào nhất tốt, ta không thể so với hắn tốt. Bên đầu điện thoại kia Lâm Thần khẩn cầu. Nghe hắn nói những lời này, Lương Nhã Kỳ nhìn thoáng qua bên cạnh chăm chú lái xe Cao Tuấn, lập tức vui mừng cười cười, hắn chỗ nào đều so ngươi tốt. Tắt điện thoại trước, nàng lại một lần nữa cảnh cáo, nếu là lại điện thoại tới, ta liền đem ngươi vượt quá giới hạn chứng cứ trực tiếp phát cho ngươi lão bản đi, chính ngươi cân nhắc đi. Nói, nàng liền cúp điện thoại. Cao Tuấn nghe đối thoại, hỏi, chồng trước ngươi. Lương Nhã Kỳ nhìn ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói, không phải, chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Bởi vì Lương Nhã Kỳ cảnh cáo, để Lâm Thần triệt để đoạn mất hợp lại ý nghĩ. Trước đó hắn, ngày bình thường vung tay qua chán. Lương Nhã Kỳ nhà mẹ đẻ bên kia vốn liếng dày, thỉnh thoảng lại trợ giúp một chút. Bây giờ, chính mình cùng Lương Nhã Kỳ ly hôn. Chỉ bằng một cái nhỏ 4 vạn tiền lương, cũng không có biện pháp lại mua một bộ phòng ở. Thế là Lâm Thần bắt đầu đánh lên Cố Phỉ Nhi bộ phòng này chủ ý. Ba ba, người nhìn ta cái này bím tóc đâm xem được không? Cao Oánh Oánh sáng sớm liền nhìn xem tấm gương nói. Đẹp mắt. Cao Tuấn một bên đánh răng, một bên cười nói. Sau đó hắn nhìn thoáng qua phòng tắm bên trong tấm gương. Tối hôm qua liên tục hai phát, vừa cảm giác dậy về sau, vậy mà cũng không có xương sống thắt lưng hiện tượng. Hắn mở ra bảng, quan sát đến chính mình trước mắt các hạng thuộc tính tình trạng. Túc chủ, Cao Tuấn. Tuổi tác, 29 tuổi. Tài sản, 1.059.830 nguyên. Nhan giá trị, 78. Lực lượng, 68. Khỏe mạnh, 73. Sức chịu đựng, 66. Kỹ năng, tài nấu nướng cấp 4, kỹ thuật lái xe cấp 3, chụp ảnh cấp 3, tay sống cấp 2. Không thể không nói, từ khi bắt đầu sau khi rèn luyện. Sức chịu đựng cùng khỏe mạnh giá trị cái này một cột lên cao rất nhanh. Đặc biệt là khỏe mạnh giá trị. Rất rõ ràng, thông qua tập thể hình, trước mắt thân thể của mình tố chất đã đi tới trung thượng trình độ. Tăng thêm sức chịu đựng cái này một khối, cũng đã nhận được tăng lên. Rõ ràng cảm giác được cái này mấy lần thành thạo điêu luyện. Đương nhiên, quá thời gian dài cũng không tốt. Sau đó nếu như hoàn thành tiệm lẩu cái này một cái nhiệm vụ, Cao Tuấn liền có thể đem trọng tâm đặt ở nhan giá trị, cùng với các kỹ năng trên phương diện. Về phần khỏe mạnh, sức chịu đựng cùng lực lượng các loại thuộc tính, hoàn toàn có thể theo rèn luyện, chậm rãi nâng lên. Oánh oánh, xong chưa? Nhóm chúng ta xuất phát đi học. Được rồi, tương đương. Một bên khác, Khương Y Lan đi vào nhà trẻ. Nàng vừa hạ bao, liền dọn dẹp đồ vật, chuẩn bị đi nhà trẻ cửa ra vào tiếp đãi chính mình học sinh. Khương lão sư, người qua đây một cái tương đương, cách đó không xa Tôn hiệu trưởng lại gọi ở nàng. Khương Y Lan lập tức bước tới, lễ phép nói, viên trưởng buổi sáng tốt lành, thế nào? Khương lão sư hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp, Tôn hiệu trưởng mỉm cười nói. Cảm ơn viên trưởng tương đương, Khương Y Lan vốn cho là Tôn hiệu trưởng có cái gì nhiệm vụ giao cho nàng. Nhưng không nghĩ tới Tôn hiệu trưởng lại lúng túng hỏi, đúng rồi, về sau nha, ngươi không thể quá chiếu cố cái nào đó hài tử, mà lại ngươi còn phải cùng một chút ra trường bảo trì chút cự ly. A, Khương Y Lan hơi kinh ngạc, không quá minh bạch lấy, Tôn hiệu trưởng, thế nào? Trước đó nhóm chúng ta cũng đều biết rõ Oánh Oánh trong nhà xuất hiện một chút tình trạng, ba mẹ nàng ly hôn, cho nên ta cũng căn dặn các ngươi cố gắng chiếu cố hài tử cảm xúc. Tôn hiệu trưởng thở dài một hơi, nhưng là đi, ngươi có thời điểm quá phận quan tâm Oánh Oánh, mà lại ngươi cùng Oánh Oánh ba ba đi cũng tướng đối với tới gần một chút, cho nên... Chấm ngoặc kép. Khương Y Lan minh bạch Tôn hiệu trưởng nói lời, nàng giải thích nói, viên trưởng, ta cùng Oánh Oánh ba ba là bình thường quan hệ, không có cái gì, nhóm chúng ta cũng là vì hài tử. Ta biết rõ, ta cũng đều minh bạch, nhưng là đi, người khác nhìn thấy cũng không phải là chuyện như thế. Tôn hiệu trưởng lại một lần nữa nhắc nhở. Thế nhưng là, viên trưởng, ta quan tâm hài tử không sai nha, luôn không khả năng bởi vì người khác ngôn ngữ, sau đó để cho ta xa lánh Oánh Oánh đi. Lần này, Khương Y Lan hiển nhiên có chút so tài, nàng lắc đầu nói, ta không quan tâm người khác thấy thế nào, ta làm không được xa lánh bất kỳ một cái nào hài tử. Không phải để ngươi xa lánh, mà là để ngươi không muốn đặc biệt chiếu cố Oánh Oánh. Tôn hiệu trưởng gặp nàng tựa hồ lấy lại tâm tình, cũng chỉ đành nói ra, nếu như ngươi vẫn kiên trì ngươi ý nghĩ, như vậy ta cảm thấy ngươi không quá thích hợp làm lão sư, nhóm chúng ta nhà trẻ lão sư muốn bình đẳng che chở mỗi một đứa bé. Ta cũng có che chở những hài tử khác nha, ta... Chấm ngoặc kép. Khương Y Lan vừa chuẩn bị giải thích, Tôn hiệu trưởng lại trực tiếp ly khai. Không cho nàng bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Khương Y Lan có chút ủy khuất. Trong ban hài tử, nàng mỗi một cái tất cả dụng tâm che chở. Chỉ bất quá Cao Oánh Oánh vừa trải qua phụ mẫu ly hôn loại biến cố này, cho nên nàng khó tránh khỏi nhiều quan sát chút. Nhưng mà Tôn hiệu trưởng trong lời nói bên ngoài, đều giống như tại nói với mình, không nên tùy tiện đánh cái nào đó ra trường chú ý. Nhưng dưới mắt còn phải tiếp đãi đến hài tử,
ủy khuất cảm xúc chỉ có thể nén ở trong lòng. Ngay tại nàng hít thở sâu một hơi, dọn dẹp tâm tình thời điểm, Khương Y Lan liền nghe được cách đó không xa tiếng la, Khương lão sư. Tương đương. Nàng nhìn lại, chỉ gặp Cao Oánh Oánh chạy đến trước mặt của nàng, trực tiếp một đầu đâm vào trong ngực của nàng. Khương Y Lan mỉm cười, ngồi xổm nửa mình dưới, xoa đầu của nàng nói, Oánh Oánh, buổi sáng tốt lành nha tương đương. Khương lão sư, ngươi xem ta bím tóc, chính ta đầm úp tương đương xem được không? Ha ha, thật là dễ nhìn. Khương Y Lan sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy Cao Tuấn không nhanh không chậm đi tới, cũng mỉm cười treo lên chào hỏi, Oánh Oánh ba ba buổi sáng, tốt. Có lẽ là nghĩ đến Tôn hiệu trưởng nói lời, nét mặt của nàng thậm chí nhiều biến hóa rất nhỏ. Sự biến hóa này cũng bị Cao Tuấn nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, mà là cũng treo lên kêu gọi, Khương lão sư buổi sáng tốt lành. Khương Y Lan nhìn xem hắn, ánh mắt sau đó lập tức chuyển rời đến Cao Oánh Oánh trên thân, Oánh Oánh, ta giúp ngươi đem túi sách cầm đi vào đi tương đương. Được. Ngay tại Khương Y Lan chuẩn bị mang Cao Oánh Oánh đi vào thời điểm, một bên lại có hài tử ra trường hô hào Khương Y Lan, Khương lão sư, giúp ta một cái, bọc sách của ta nhanh rơi mất. Thế là Khương Y Lan liền cùng Cao Oánh Oánh nói, Oánh Oánh, ngươi chờ chút ha. Nói, nàng liền lập tức quay người, tiến lên đỡ lấy một vị khác ra trường. Cao Tuấn gặp nàng bận rộn như vậy, liền cùng Cao Oánh Oánh nói, Oánh Oánh, ta giúp ngươi đem túi sách cầm đi vào, không muốn phiền phức lão sư. Tốt tương đương, nói, Cao Oánh Oánh liền lôi kéo Cao Tuấn tay, chính mình đi vào nhà trẻ, tiến vào phòng học. Oánh Oánh, hôm nay muốn nghe lão sư nha, Cao Tuấn vừa đi, một bên dặn dò. Cao Oánh Oánh lập tức bảo đảm nói, ta mỗi ngày đều có nghe lời. Vậy là tốt rồi, kia ba ba đêm nay làm cho ngươi bắp ngô củ cải canh. Tốt a, tương đương kia nhóm chúng ta gọi Khương lão sư cùng một chỗ sao? Cao Tuấn nghĩ nghĩ, liền đáp trả, vậy được, chúng ta sẽ hỏi một chút Khương lão sư. Để sách xuống bao, dặn dò vài câu về sau, Cao Tuấn liền cùng Cao Oánh Oánh phất tay tạm biệt. Ngay tại hắn chuẩn bị đi ra phòng học thời điểm, lại nghe được hai người đối thoại. Trong đó có một người, Cao Tuấn nhận biết, là cái này nhà trẻ Tôn hiệu trưởng. Chỉ gặp vậy lão sư nhỏ giọng cùng Tôn hiệu trưởng nói, Tôn hiệu trưởng, ngươi vừa mới thấy được chưa? Cái này Khương lão sư không có tránh hiểm nghi, vẫn là đối Oánh Oánh nàng nhóm như vậy chiếu cố, mà lại ta luôn cảm giác nàng động cơ không thuần, nói không chừng muốn tìm Oánh Oánh ba ba làm bạn trai đây, lão sư như vậy, ta luôn cảm thấy lưu tại nhà trẻ không quá phù hợp. Ta vừa mới nhìn xuống, Khương lão sư vừa mới cũng không có đặc biệt rõ ràng cảm xúc biến hóa, cũng đã đem lời ta nói nghe lọt được, nhóm chúng ta lại quan sát đi. Chấm ngoặc kép, Tôn hiệu trưởng nói liền ly khai. Vừa lúc vậy lão sư quay người liền hướng phòng học đi đến. Vừa mới ngẩng đầu, liền phát hiện Cao Tuấn đi tới. Nàng đầu tiên là sừng sốt một chút, đang kinh ngạc sau khi, lập tức vẫy tay nói, này, Oánh Oánh ba ba, ta ra sao lão sư tương đương. Hà lão sư buổi sáng tốt lành. Cao Tuấn nhìn xem nàng mỉm cười biểu lộ, lại nhớ tới vừa mới nói láo đầu lời nói, khó tránh khỏi có chút buồn nôn. Oánh Oánh ba ba, gần nhất ta dạy Oánh Oánh học được mấy bài bài hát tiếng Anh, nàng hát rất không tệ đây tương đương ta đập một chút video, nếu không ta thêm một cái ngài WeChat, phát cho ngài tương đương, Hà lão sư có khác tâm cơ nói. Kỳ thật hồi trước, nàng liền phát hiện Cao Tuấn đổi xe đưa đón. Làm nàng nhìn thấy Cao Tuấn lại là mở Mercedes G63, lại là mở Mercedes-Benz cấp S xe sang trọng. Bây giờ còn ly hôn, tăng thêm hắn nhan giá trị, dáng vóc khí chất đều trực tuyến, thỏa thỏa chất lượng tốt nam A. Ly hôn mang em bé đáng là gì? Chấm than. Tăng thêm Hà lão sư vẫn cho rằng chính mình nhan giá trị cùng Khương Y Lan không so được, chỉ cần đem Khương Y Lan chen đi, đến tiếp sau chính mình liền có cơ hội tiếp xúc Cao Tuấn. Nhưng không nghĩ tới Cao Tuấn lại bình tĩnh nói một câu, nếu không ngươi trực tiếp phát cho Khương lão sư đi, để Khương lão sư phát cho ta là được. Nói xong, hắn liền hướng nhà trẻ cửa ra vào đi đến. Lúc này Khương Y Lan thấy cảnh này, lại nghĩ tới Tôn Vườn Chính Trường Hòa nói lời, nội tâm cũng là ngũ vị tạp trần. Khương lão sư, ta đi trước, kia Oánh Oánh liền nhờ ngươi. Cao Tuấn mỉm cười nói. Khương Y Lan tỉnh táo lại, gật đầu nói, được. Đúng rồi, Oánh Oánh nói đêm nay muốn uống bắp ngô cà rốt canh, đêm nay Khương lão sư cũng tới uống một chén. Cái kia, chấm ngoặc kép, Khương Y Lan một thời gian do dự. Cao Tuấn chủ động nói ra, không có việc gì, bắp ngô bao ngọt. Khương lão sư ta đi trước. Nhìn hắn bóng lưng, Khương Y Lan một thời gian cảm động. Về phần Tôn hiệu trưởng nói lời, nàng mặc kệ. Mà Cao Tuấn sau khi lên xe, thì là lật ra sổ truyền tin, tìm được Tôn hiệu trưởng điện thoại. Uy, Tôn hiệu trưởng, ngài tốt, ta là Oánh Oánh ba ba, đúng, gần nhất nhà trẻ cần tài trợ sao? Ta làm hài tử ra trường, cũng hy vọng chúng ta nhà trẻ có thể càng thêm hoàn thiện. Chấm ngoặc kép chấm chấm.
Sau một giờ, tại một nhà trong quán cà phê, Tôn hiệu trưởng vội vàng hấp tấp tiến đến. Nàng đi vào nhìn một chút, mà Cao Tuấn thì giơ tay lên, mỉm cười nói, Tôn hiệu trưởng, chỗ này. Oánh oánh bà ba, không có ý tứ, ta cái này vừa mới có chút việc, cho nên chậm trễ một cái, phi thường không có ý tứ. Tôn hiệu trưởng nhìn thấy Cao Tuấn về sau, lập tức nói xin lỗi. Kia thái độ, đơn giản chính là thực tập sinh thuộc hạ đối mặt cấp trên. Cao Tuấn thì cười nói, không sao, Tôn hiệu trưởng bận bịu có thể hiểu được, dù sao muốn quản lý nhiều như vậy hài tử cùng lão sư, ngài vất vả. Ai nha, nếu là mỗi cái gia trưởng đều có thể giống ngài hiểu như vậy công việc của chúng ta, kia nhóm chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Tôn hiệu trưởng cố ý cảm khái. Cao Tuấn lúc này thì hỏi, Tôn hiệu trưởng, nếu không ngài điểm một chút uống, nhìn xem muốn ăn chút gì. Không cần, ta cái này tuổi đã cao, ăn rất ít đi. Tôn hiệu trưởng vui vẻ, đúng rồi, oánh oánh ba ba, ngài vừa mới nói ngươi tính tài trợ chúng ta nhà trẻ việc này. Chấm ngoặc kép. Đúng, Cao Tuấn gật gật đầu. Tôn hiệu trưởng nghe xong, lập tức hưng phấn lên. Nàng vội vàng giải thích nói, kỳ thật nhóm chúng ta nhà trẻ cũng có rất nhiều công trình thiết bị cần thay đổi, dù sao con chúng ta đều còn nhỏ, giống một chút cây bản rách dưới, khả năng cũng sẽ làm bị thương hài tử, nếu như oánh oánh ba ba có thể hỗ trợ tài trợ, giải quyết một cái nhóm chúng ta nhà trẻ công trình, ta sẽ đại biểu toàn bộ nhà trẻ hài tử cùng các lão sư chân thành cảm tạ ngài. Cao Tuấn nghe xong, gật gật đầu, lập tức hỏi, Tôn hiệu trưởng, kia không biết rõ đổi những này công trình thiết bị, cần bao nhiêu tài trợ đâu? Tôn hiệu trưởng dạ dưới, sau đó cẩn thận nghiêm túc thử dò xét nói, cái kia, oánh oánh ba ba, ta cho rằng a, 5 vạn hẳn là không sai biệt lắm. 5 vạn là được rồi sao? Cao Tuấn phản hỏi. Tôn hiệu trưởng nghe xong, cười cười, hẳn là có thể đi. Như vậy đi, ta tài trợ 10 vạn cho nhà trẻ, tận khả năng đều đem nhà trẻ công trình đổi một cái, nếu như còn có thêm ra tới tiền, liền mỗi tuần cho bọn nhỏ mua một chút hoa quả, hoặc là cho các lão sư một chút phúc lợi. Đương nhiên, những này hạng mục chi tiết rõ ràng chi tiết, Tôn hiệu trưởng còn phải từng cái đăng ký tốt mới được. Cao Tuấn giải thích nói. Tôn hiệu trưởng mừng rỡ, thêm tiền loại sự tình này ai không cao hứng ha? Chấm than. Nàng lập tức tuét miệng cười nói, không có vấn đề. Không có vấn đề, yên tâm đi, oánh oánh ba ba, mỗi một bút tiền ta đều sẽ chăm chú đăng ký tốt. Đến thời điểm cùng nhau phát cho ngài xem qua. Đây đều là việc nhỏ, đương nhiên, ta cũng không phải trắng tài trợ, Tôn hiệu trưởng cũng biết rõ. Bây giờ oánh oánh là mồ côi cha gia đình, khả năng cách bên trên sẽ so người khác mẫn cảm một chút, nàng trước mắt tín nhiệm nhất lão sư là Khương lão sư. Cho nên hy vọng Tôn hiệu trưởng cũng hỗ trợ chiếu cố nhiều một cái Khương lão sư, để nàng quan tâm một cái oánh oánh cảm xúc. Ta cũng biết rõ mỗi cái lão sư đối hài tử đều phải đối xử như nhau, không thể có thiên vị, ta hy vọng oánh oánh có thể tại Khương lão sư đồng hành vui vẻ trưởng thành. Nghe xong Cao Tuấn, Tôn hiệu trưởng lập tức đáp ứng nói, đương nhiên không thành vấn đề. Kỳ thật oánh oánh ba ba ngày không nói, trước đó ta cũng cùng Khương lão sư bọn hắn dặn dò qua, hài tử tại cái tuổi này rất dễ dàng bởi vì một số việc, dẫn đến tính cách cực đoan, cái này ngài yên tâm, nhóm chúng ta là chuyên nghiệp. Cao Tuấn cười gật gật đầu, vậy liền xin nhờ Tôn hiệu trưởng, nhà ta oánh oánh đối Khương lão sư có rất sâu tình cảm cơ sở, ta cũng hy vọng Khương lão sư có thể một mực đợi tại nhà trẻ, bồi bạn nàng. Khương lão sư thế nhưng là nhóm chúng ta nhà trẻ ưu tú nhất lão sư một trong, nàng đương nhiên sẽ một mực đợi tại nhà trẻ. Cái này ngài yên tâm. Tôn hiệu trưởng tâu tuét. Vậy được, nhà trẻ có chính thức tài khoản à? Có. Tốt, ta trong hôm nay đánh khoản. Quá cảm tạ oánh oánh ba ba. Cứ như vậy, Tôn hiệu trưởng mang theo vẻ mặt tươi cười ly khai quán cà phê. Mà Cao Tuấn thì là ngồi trên ghế, bình tĩnh uống một ngụm cà phê. Kỳ thật hắn nguyên bản còn muốn nhắc lại một cái điều kiện. Đó chính là để Tôn hiệu trưởng đem kia nói Huyên Thiên Hà lão sư sa thải. Nhưng cân nhắc đến làm việc quá mức lời nói, cũng dễ dàng dẫn phát một chút mâu thuẫn. Bây giờ thông qua tài trợ phương thức, cùng Tôn hiệu trưởng chỉ ra Khương lão sư chuyện này. Tin tưởng lấy nàng mấy chục năm cách đối nhân xử thế kinh nghiệm, hẳn là có thể minh bạch một chút. Sau đó hắn liền vẫy tay, hỏi, ngươi tốt, những cái kia điểm tâm làm xong chưa? Tiên sinh, lập tức liền tốt. Tôn hiệu trưởng trở lại nhà trẻ phòng làm việc. Vừa mới ngồi xuống, nàng liền phát hiện máy tính biểu hiện chính thức tài khoản trên nhiều 10 vạn. Cái này thu tiền tốc độ, để nàng cao hứng không thôi. Oánh oánh ba ba chính là nhanh a. Cùng lúc đó, nàng cũng nói với Cao Tuấn những lời kia tiến hành phân tích. Từ hắn vô duyên vô cớ tài trợ cái này một chuyện đến xem, rất rõ ràng chính là tại nói với mình, muốn để Khương Y Lan quan tâm Cao oánh oánh. Mà lại Cao Tuấn còn phải để cho mình ủng hộ Khương lão sư công việc. Cái này chẳng phải rõ ràng sao? Chấm than. Xem ra oánh oánh ba ba đôi chúng ta Khương lão sư cảm thấy hứng thú.
chấm ngoặc kép. Đối với loại sự tình này, Tôn hiệu trưởng tự nhiên cũng không ngoài ý muốn. Tăng thêm oánh oánh ba ba bây giờ độc thân, nhìn thấy ôn nhu khéo hiểu lòng người mỹ nữ lão sư, tự nhiên cũng tâm động. Nàng cho Khương Y Lan phát ra tin tức, Khương lão sư, ngươi tan học về sau đến một cái ta phòng làm việc ha. Lúc này Khương Y Lan đang trong lớp, nàng nhìn thấy Tôn hiệu trưởng tin tức về sau, trong lòng ngược lại là có chút thấp thỏm. Nàng cũng làm ra dự tính xấu nhất. Đó chính là ly khai cái này nhà trẻ. Kỳ thật ly khai công việc này cương vị cũng không có quá thương tâm địa phương. Chỉ là cái này hơn một cái học kỳ, nàng đã cùng nơi này bọn nhỏ thành lập cảm tình sâu đậm. Đặc biệt là Cao Oánh Oánh, có thời điểm đều nhanh muốn đem nàng xem như chính mình khuê nữ đối đãi. Nhưng là Khương Y Lan cũng không tính vì thế hướng Tôn hiệu trưởng thỏa hiệp. Cùng lắm thì từ đi cái này nhà trẻ lão sư chức, đến thời điểm cũng có thể tiếp tục bồi tiếp Cao Oánh Oánh. Không bao lâu, tan lớp. Khương Y Lan đứng tại phòng làm việc cửa ra vào, hít thở sâu một hơi, sau đó gõ cửa. Tiến. Khương Y Lan đi vào, hỏi, viên trưởng, ngài tìm ta. Tôn hiệu trưởng xem xét là Khương Y Lan tới, lập tức cười nói, Khương lão sư tới rồi. Tương đương nhanh, nhanh ngồi tương đương lên một tiết khóa, mệt không? Khương Y Lan đối với Tôn hiệu trưởng thái độ cải biến, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Sự tình ra khác thường tất có yêu, nàng thăm dò hỏi, viên trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì không? Là như vậy, sáng nay ta không phải cùng ngươi nói liên quan tới oánh oánh chủ đề sao? Tôn hiệu trưởng ngồi tại nàng bên cạnh, cầm tay của nàng nói. Khương Y Lan ngược lại là càng phát ra bắt đầu thấp thỏm không yên, nàng gật đầu nói, đúng vậy, Tôn hiệu trưởng, ta còn là cảm thấy oánh oánh nhà nàng tình huống đặc thù, ta làm lão sư, hẳn là... chấm ngoặc kép. Đúng, ngươi nói không sai, Tôn hiệu trưởng ngắt lời nói, sáng nay ta cũng là một thời gian không có cân nhắc rõ ràng, về sau ngươi thật quan tâm một cái oánh oánh. Hiện tại hài tử rất có thể thật bởi vì biến cố gia đình mà đi hướng cực đoan. Chúng ta oánh oánh nhiều đáng yêu a, nếu là nàng nhìn thấy người khác đều có ba ba mụ mụ một khối tới đón, liền nàng không có, nàng cũng sẽ thương tâm khổ sở. Nàng vỗ vỗ Khương Y Lan tay nói, bây giờ mẹ của nàng cũng sẽ không thường xuyên đến nhìn nàng, cho nên cái này chiếu cô oánh oánh cảm xúc trách nhiệm, thật đúng là sẽ rơi xuống trên người ngươi mới được. Khương Y Lan rất là kinh ngạc. Cái này, chấm, vẻn vẹn một buổi sáng, làm sao thái độ liền thay đổi. Sau đó Tôn hiệu trưởng lại nói không ít quan tâm, đại khái ý tư chính là để Khương Y Lan lớn mật yên tâm làm. Đi ra phòng làm việc về sau, cứ việc Khương Y Lan trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù nàng không minh bạch trong thời gian này xảy ra chuyện gì, nhưng kết cục tóm lại là tốt. Kể từ đó, nàng cũng có thể tiếp tục đợi tại nhà trẻ, tiếp tục bồi bạn những hài tử này, cũng có thể tiếp tục chiếu cố oanh oanh. Đột nhiên, Khương Y Lan nhớ tới, đêm nay muốn đi oanh oanh nhà uống Cao Tuấn nấu canh. Cao Tuấn buổi sáng hôm nay còn nói, bắp ngô bao ngọt. Nghĩ tới đây, Khương Y Lan cũng không khỏi đến mong đợi. Mà đổi thành một bên. Cao Tuấn mang theo điểm tâm, trở lại tiệm lầu, đến, các vị, ăn điểm tâm. Cảm ơn lão bản. Lão bản, ngươi người quá tốt rồi. Ta đều nhanh muốn rơi lệ. Đối mặt mọi người cầu vồng cái rắm, Cao Tuấn cười nói, tiếp xuống, liền muốn vất vả mọi người tiếp tục cố lên. Không có vấn đề. Yên tâm đi. Lão bản, ngay tại tất cả mọi người tại nói chuyện phiếm thời điểm, Cao Tuấn điện thoại di động vang lên hà. Hắn ấn mở xem xét. Là Lương Nhã Kỳ tin tức. Chỉ gặp nàng phát một chương tự chụp. Cao Tuấn không khỏi nhíu mày, uống rượu. Lương Nhã Kỳ, không có. Cao Tuấn, vậy tại sao mặt hồng như vậy? Lương Nhã Kỳ, tối hôm qua mơ tới ngươi, khả năng ta là tiên thiên triều vận thánh thể ha ha. Không một hồi, lại phát tới một đầu. Lương Nhã Kỳ, tới sao? Cao Tuấn thấy được nàng cái tin tức này, bất đắc dĩ cười cười. Cao Tuấn, ân, chấm chấm. Làm Lương Nhã Kỳ nhìn thấy Cao Tuấn gửi tới, ừ, chữ, cũng là vui vẻ. Kỳ thật tối hôm qua Cao Tuấn ly khai về sau, nàng liền một người nằm ở trên giường ngẩn người. Dần dần, theo thời gian trôi qua, trong óc của nàng bắt đầu hiển hiện tối hôm qua tại trong phòng khách phát sinh từng màn. Làm Lương Nhã Kỳ nhìn thấy Cao Tuấn bởi vì Cố Phỉ Nhi chửi mình, mà giơ tay lên muốn phiến nàng một bàn tay thời điểm. Trong lòng cũng là vui mừng. Bây giờ nghĩ lại, đoạn đường này, hai người trải qua cũng phong phú. Lúc ban đầu, hai người cùng nhau phát hiện bị lục, mà biến thành cùng là thiên nhai lưu lạc người. Vốn cho là chính mình sẽ trước không tiếp tục kiên trì được. Nhưng không nghĩ tới Cao Tuấn lại trực tiếp cùng hắn vợ trước ly hôn. Có lẽ là trách tội Cao Tuấn nhanh như vậy giải thoát bản thân, lại hoặc là không người có thể dựa vào. Tại cô độc gia trì dưới, Lương Nhã Kỳ bắt đầu ỷ lại Cao Tuấn. Vừa mới bắt đầu vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy, có người ở bên người vẫn rất tốt. Nhưng bây giờ, Lương Nhã Kỳ tâm thái phát sinh biến hóa.
Nàng cảm thấy Cao Tuấn rất tốt. Tốt đến nàng cho rằng Cố Phỉ Nhi đơn giản chính là cái tiện nhân. Đặt vào một cái tốt như vậy lão công không muốn, không phải câu dẫn những tiện chủng kia. Đúng thế. Nàng chồng trước Lâm Thần chính là một cái tiện chủng. Hối hận của mình không có sớm đi thấy rõ. Bây giờ Cao Tuấn dần dần chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn có được hai bộ xe cùng một nhà tiệm lầu. Cứ việc Lương Nhã Kỳ không rõ ràng hắn tài chính đến cùng làm sao tới. Trước đây cũng vẻn vẹn chỉ là cho hắn mượn 50 vạn mà thôi, một tuần thời gian liền trả lại cho mình. Nhưng Lương Nhã Kỳ cũng không tính đi tìm hiểu. Nàng chỉ cần phải biết, Cao Tuấn trôi qua càng ngày càng tốt. Mạnh hơn Cố Phỉ Nhi, so với nàng chồng trước Lâm Thần mạnh. Vậy liền có thể. Đang nghĩ ngợi thời điểm, chuông cửa vang lên. Lương Nhã Kỳ biết rõ là Cao Tuấn tới, liền nhìn thoáng qua trong ngăn tủ viền ren bịt mắt. Không bao lâu, cửa mở ra. Cao Tuấn nhìn thấy Lương Nhã Kỳ mang theo một cái màu đen chạm rỗng bịt mắt, xuất hiện trước mặt mình. Chỉ gặp nàng cười nói, xem được không, tương đương ta đêm qua đặc biệt hạ đơn, hôm nay đến tương đương. Cao Tuấn ngược lại là tâu toét, hợp lấy ngươi đêm qua liền định để cho ta hôm nay tới. Đúng thế, tương đương, Lương Nhã Kỳ lập tức hỏi, ngươi có đói bụng không, có muốn hay không ta làm một ít thức ăn cho ngươi? Được. Cao Tuấn biết rõ nàng không ăn đồ vật, liền nói ra, làm nhiều chút, ngươi cũng ăn chút. Tốt, vậy ngươi nghỉ một lát, nói, Lương Nhã Kỳ liền dự định tiến đến phòng bếp. Nhưng khi nàng mở ra tủ lạnh về sau, lại phát hiện bên trong trống trơn như vậy. Cao Tuấn phát giác về sau, hỏi, ngươi ngày bình thường ở nhà không làm cơm? Không muốn làm, Lương Nhã Kỳ mỉm cười. Vì cái gì? Nàng làm bộ bình tĩnh nói, chỉ có một mình ta, nấu cơm cũng là tự mình một người ăn, cho nên không muốn làm. Cao Tuấn thấy thế, cũng chỉ đành nói ra, trong nhà còn có cái gì đồ vật có thể nấu? Còn có mì sợi, muốn ăn sao? Có thể. Không bao lâu, hai bát mì liền đặt lên bàn. Đang ăn mì quá trình bên trong, Cao Tuấn cùng Lương Nhã Kỳ nói ra, ngươi không đi ra tìm việc để hoạt động, cả ngày không có việc gì, sinh hoạt không có mục tiêu, rất khó vượt qua ly hôn đoạn này thời gian. Ta đã vượt qua tương đương, Lương Nhã Kỳ kẹp một chút mì sợi, đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thôi. Có hay không vượt qua, chính ngươi trong lòng rõ ràng, đương nhiên, ngươi gần nhất trạng thái muốn so trước đó tốt hơn rất nhiều, ta cũng là xem ở ngươi cho ta mượn hai lần 50 vạn phân thượng, ta mới nhiều lời vài câu, nếu là ngươi không muốn nghe, ta liền ngậm miệng. Cao Tuấn giải thích nói. Lương Nhã Kỳ lập tức gật đầu, không, ta muốn nghe. Nàng nhìn xem Cao Tuấn, cũng mỉm cười, ta thích ngươi kể một ít quan tâm ta nói. Ngươi thật sự là thiếu yêu chờ ngươi đi tới về sau, nếm thử đi tiếp xúc một số người đi. Cao Tuấn nhắc nhở lấy. Lương Nhã Kỳ lại nhún nhún vai, được rồi, ta sẽ không lại tin tưởng người khác. Nhưng một giây sau, nàng lại khẳng định nói, đương nhiên, ta còn là tin tưởng ngươi. Ngươi cũng đừng tin tưởng ta, nói không chừng cái nào một ngày ta sẽ lợi dụng ngươi. Cao Tuấn rất nhanh liền ăn xong một tô mì, hắn nghĩ nghĩ, đề nghị lấy, nếu không ngươi về sau đến ta trong tiệm hỗ trợ, cũng không cần ngươi bưng trà dâng nước, những cái kia đều là nhân viên phục vụ việc, ngươi liền phụ trách toàn bộ tiệm lầu, chủ trì đại cục liền tốt, cũng tiết kiệm ngươi mỗi ngày nhàm chán. Lương Nhã Kỳ không có cự tuyệt, mà là đáp ứng gật đầu, ta nghe ngươi. Sau đó nàng lại đem chính mình trong chén mì sợi điểm một chút cho Cao Tuấn, thử dò xét nói, vậy còn ngươi, sẽ nếm thử đi tiếp xúc những người khác sao? Thuận theo tự nhiên đi. Ta tuổi tác cũng không thích hợp đi nếm thức ăn tươi những người tuổi trẻ kia theo đuổi tình yêu, vẫn là đem tâm tư nhiều đặt ở sự nghiệp cùng trên người nữ nhi đi. Cao Tuấn trả lời. Nghe được chỗ này, Lương Nhã Kỳ ngược lại là ít nhiều có chút đau lòng. Nàng biết rõ, Cao Tuấn bởi vì vợ trước sự tình. Cả người cũng thay đổi. Đương nhiên, chính mình cũng thế. Đột nhiên, nàng có một cái ý nghĩ. Nàng cười nói ra, không sao, người kia vỡ vụn thế giới tình cảm, ta từng mảnh nhặt lên. Mảnh này là của ta, kia phiến cũng là ta, mặc kệ ngươi cỡ nào vụn vặt, ta đều sẽ đưa ngươi chắp vá hoàn chỉnh yêu. Cao Tuấn nghe xong, đầu tiên là sững sờ. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Lương Nhã Kỳ, kẹp mấy cây mì sợi, nhét vào miệng nàng vừa nói, trước chú ý tốt chính ngươi đi. Vậy nếu là ta chú ý tốt chính mình, ngươi nguyện ý để cho ta nhặt lên những cái kia vỡ vụn tình cảm lá cây sao? Vậy phải xem bản lãnh của ngươi. Bản lãnh của ta nha, nhưng nhiều. Lương Nhã Kỳ cười cười. Trở về phòng ngủ. Ngươi không ăn sao? Làm Cao Tuấn đẩy cửa phòng ngủ ra, liền phát hiện Lương Nhã Kỳ đổi một thân trang phục. Màu đen một chữ vai viền ren tình thú áo, cộng thêm màu đen viền ren vớ. Đang chờ đợi người nào đó đến. Đối mặt loại này dụ hoặc, Cao Tuấn tự nhiên cũng là đóng cửa lại. Chấm. Sau một giờ, Cao Tuấn mặc xong quần áo ly khai Lương Nhã Kỳ nhà. Thời khắc này Lương Nhã Kỳ ngậm miệng, một hơi một tí nằm ở trên giường, tựa hồ còn tại dư vị.
Đột nhiên, khóe miệng của nàng vụng trộm nở nụ cười. Tựa hồ hạ quyết tâm. Nàng muốn đi vào Cao Tuấn thế giới tình cảm. Giúp hắn đem kia vỡ vụn tình cảm lá cây từng mảnh nhặt lên. Chấm. Bởi vì tiệm lầu âm nhạc nồi lầu chủ đề hình thức đã thuận lợi đẩy ra. Căn cứ Trần Hạo Nhiên tính toán. Ngày hôm qua ngày doanh trán đã đi tới 5-8 vạn nguyên. Nếu như dựa theo đến tiếp sau tình huống đến xem, một tháng này buôn bán ngạch vượt qua 150 vạn nguyên, hẳn là không bao nhiêu lớn vấn đề. Nghĩ tới đây, Cao Tuấn cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Dù sao những ngày gần đây, hắn đều vì cái này nhiệm vụ chính tuyến bôn ba. Trước mắt, còn có 10 ngày thời gian, liền có thể kết thúc nhiệm vụ này. Đối với hệ thống cung cấp ban thưởng, Cao Tuấn cũng rất là tâm động. Hạn lúc hiện hữu tài chính gấp bội thẻ cái này ban thưởng, hắn tự nhiên có thể lý giải. Cũng chính là để cho mình tiền tiết kiệm gấp bội. Nhưng này một chương thân thể tố tạo thẻ, Cao Tuấn ngược lại là không đoán ra được. Bất quá những này hiếu kỳ, cũng sẽ tại 10 ngày sau kết thúc. Cao Tuấn nhìn xuống thời gian, cân nhắc đến oánh oánh nhanh ra về, liền chuẩn bị tiến về nhà trẻ tiếp nàng cùng Khương lão sư. Mà ở nhà trẻ cửa ra vào chờ đợi thời điểm, hắn WeChat trên lại có một cái hảo hữu tăng thêm xin. Cùng lúc đó, điện thoại di động của mình tiếng chuông cũng vang lên. Là một cái số xa lạ. Cao Tuấn kết nối điện thoại, uy, người tốt. Đối phương truyền đến ôn nhu tinh tế tỉ mỉ thanh âm, uy tương đương là Tuấn ca sao? Vị kia, đối với thanh âm này, Cao Tuấn có chút quen thuộc, nhưng là nói không được. Chỉ gặp kia nữ nhân làm bộ xấu hổ ngượng ngùng nói, ta là Đường Đình Đình, Tuấn ca, ngươi không nhớ sao? Cao Tuấn nghe thanh âm, kết hợp cái tên này, nghĩ đến tối hôm qua bao xương người. Là cái kia vợ trước khuê mật. Trước đây vợ trước vượt quá giới hạn thời điểm, cái này tiện biểu đoán chừng không ít nghĩ kế. Thế là hắn liền lạnh lùng nói, chuyện gì? Đường Đình Đình biết rõ Cao Tuấn nhớ tới chính mình, nàng càng thêm một bộ khiêm tốn thái độ nói, Tuấn ca, có một ít sự tình, ta cũng không biết rõ nên nói như thế nào, ta cảm thấy ta rất xin lỗi ngươi, bây giờ cùng ngươi đối thoại, ta như nghẹt ở cổ họng, nếu không dạng này. Ta thêm bạn WeChat, sau đó phát một đoạn nội tâm độc thoại cho ngươi, ta. Chấm ngoặc kép. Nói, nàng tại đầu bên kia điện thoại bắt đầu khóc thút thít. Chấm. Nguyên bản Cao Tuấn nghĩ đến ngày sau mới hào hào thu thập mình vợ trước cùng cái này kỹ nữ, đương nhiên, còn có Lương Nhã Kỳ chồng trước. Nhưng bây giờ, cái này Đường Đình Đình chủ động đưa tới cửa. Mắt thấy còn chưa tới tan học thời gian, hắn liền nói ra, tốt, ta thông qua được, người tại WeChat đã nói. Đường Đình Đình nghe xong, mừng rỡ, sau khi cúp điện thoại. Lập tức phát ra một đoạn lớn nói. Tuấn ca, đoạn văn này ta đã sớm viết, xóa xóa viết viết rất thời gian dài, trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau. Ta mới minh bạch nguyên lai Cố Phỉ Nhi làm được như vậy quá phân. Các bạn thấy video này thế nào nhưng mà thấy hay thì để lại một like chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Cuối cùng Kiều Mocha xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và chắc chắn là sẽ xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo rồi.